Như vậy thì cái cơ chế nào bảo vệ cho cơ thể chúng ta khỏi cái chuyện đó? Ôn lại một chút về sinh lý nha, chắc là các bạn học rồi. Đó là cái cơ chế đo cầm máu giúp bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi cái tình huống chảy máu. Mình sẽ ôn lại một số cái thuật ngữ. Ở đây mình sẽ có cái cầm máu là hematoencephalocyte. Các bạn có thể sợ cái thuật ngữ này lên mạng có rất là nhiều hình ảnh và cái tài liệu cho các bạn tham khảo. Mình có thông báo đó là coagulation, mình có tiêu sợi huyết đó là fibrinolysis hoặc là fibrinogenolysis. Giải thích cho các bạn một số cái thuật ngữ trên cái xét nghiệm trong máu. Thường các bạn sẽ thấy cái giá trị ATTT. Ngày nay thì người ta ít có dùng hai cái ký hiệu này, tức là PCK và PCA. Thì đây là cái xét nghiệm để đánh giá cái con đường đông máu nội sinh. Ở đây là PT, tức là thời gian protein. Nó bằng với cái thời gian quyết đơn vị của nó là giây. Và nếu như nó quy về cái tỷ lệ protein đó, thì đơn vị của nó là phần trăm. Và nếu như nó chuyển thành cái DNA thì nó có được gì? Đó là một cho các bạn, được chưa? Ở đây là những cái xét nghiệm lâm sàng để đánh giá, khảo sát cái con đường đông máu ngoại sinh. Tiếp theo đó là cái thời gian protein để đánh giá cái nguy cơ huyết khối. Ôn lại một chút về sinh lý đông đông máu thì nó sẽ diễn ra qua một số cái giai đoạn, và chính xác là chúng ta sẽ có 3 giai đoạn. Thứ nhất đó là cầm máu ban đầu, thứ hai đó là đông máu huyết tương, và cuối cùng đó là cái quá trình tiêu sợi huyết. Khi chúng ta bị đứt tay thì cái thành mạch chúng ta sẽ bị tổn thương và máu sẽ bắt đầu chảy ra ngoài. Thì cái phản ứng đầu tiên của cơ thể đó là mạch máu nó sẽ tự động nó co nhỏ lại để giảm cái lượng máu chảy ra ngoài. Tiếp theo thì các cái tế cầu sẽ đến và nó bám vào cái vết thương, được chưa? Và những cái tiểu cầu nó sẽ tập trung lại với nhau và nó kết dính với nhau qua những cái vị điểm trên tiểu cầu. Và khi những cái tiểu cầu nó kết dính với nhau thì bản chất của những cái tiểu cầu này nó sẽ thay đổi cái cấu trúc và nó sẽ phóng xuất những cái chất nền trong nhân của nó ra. Cái chất nền của nó một là để làm vững chắc thêm cái nút chặt tiểu cầu ban đầu. Thứ hai đó là nó sẽ kích hoạt cái quá trình đông máu nội sinh, được chưa? Để cho dòng thác đông máu đến và thực hiện cái quá trình đông cầm máu. Và kết quả cuối cùng của cái cầm máu đó là nó sẽ hình thành một cái cục máu đông ngay tại cái nơi tổn thương, làm cho máu nó không có chảy ra ngoài. Rồi, đấy là tiểu cầu các bạn. Và trên tiểu cầu nó sẽ có những cái điểm kết dính với nhau, được chưa? Và khi tiểu cầu khi mà bị chảy máu thì tiểu cầu sẽ đến và cái tiểu cầu này nó sẽ kết dính những cái điểm này lại và tạo một cái nút chặn tiểu cầu. Sau đó nó sẽ phóng xuất những cái chất nền ở trong gan tiểu cầu ra, được chưa? Và sẽ kích hoạt cái con đường đông máu nội sinh. Đấy, mục đích cuối cùng đó là hình thành một cái cục máu đông chặn ngay cái vết thương. Có bao nhiêu đường đông máu? Thế vậy chứ không phải vậy đâu, có bao nhiêu đường? Ai nói hai? Giơ tay. Một bạn. Ai nói hai giơ tay cao lên coi. 50%. Ai nói một? Bạn nói một. Nói đại nè. Còn xin lý chưa? Ai nói ba? Ai nói ba? Giơ tay. Một bạn. Câu trả lời là chúng ta sẽ có hai đường đông máu, nội sinh và ngoại sinh. Nhưng nói ba cũng đúng luôn. Đây là một cái mô hình đơn giản để cho các bạn dễ hình dung về cái con đường đông máu và ngoại sinh, được chưa? Đây. Ở bên đây đó là cái con đường bắt đầu của cái con đường đông máu ngoại sinh, được chưa? Và cái mục đích cuối cùng của nó là tạo ra cái huyết riêng, tức là cái cục máu đông. Ở đây là cái con đường đông máu ngoại sinh và mục đích cuối cùng của nó vẫn là tạo ra fibrin, tức là cục máu đông. Và hai con đường này nó sẽ có một cái thời điểm giao nhau và
thể sẽ gọi đó là một con đường chung. Và một số tài liệu đó có ba con đường đào tạo, còn đúng ai cũng đúng hết, các bạn phải hiểu cho nó đúng. Và đây là một cái hình đơn giản để các bạn dễ hình dung về hai con đường đào tạo, còn thực tế nó là gì, nhớ bài chưa? Nhớ lại bài chưa? Các bạn đã học về cái cơ chế đông đồng áo rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái con đường đông áo ngoại sinh. Thì nó sẽ khởi phát bởi yếu tố 1. Tức là khi đông áo bị tổn thương thì những cái mô bị tổn thương đó là những cái yếu tố khởi phát ra cái con đường đông áo ngoại sinh. Vậy chứ? Nó khởi phát như thế nào? Nó kết hợp với yếu tố 7 hoạt hóa sẽ kích hoạt yếu tố đông áo số 10 trở thành yếu tố đông áo 10 ngàn. Với A là active, tức là cái dạng hoạt hóa. Vậy chưa? Và yếu tố 10A kết hợp với cái calcium nó sẽ trở thành một cái yếu tố hoạt hóa protein. Protein đây là yếu tố 2 và nó sẽ chuyển thành cái protein nó sẽ chuyển thành protein, tức là AA. Protein này nó sẽ chuyển cái tiếp glycogen, tức là cái yếu tố còn trở thành yếu tố 1A. Và lúc này mục đích chính của nó là được hoàn thành, tức là nó tạo ra được cái protein. Protein nó sẽ đến và nó kết hợp với cái nút chặn cung cầu nó tạo thành một cái cục máu đông. Rồi bây giờ thì con đường đông máu nội sinh diễn ra như thế nào? Nó phức tạp hơn và khởi đầu của nó đó là do tiểu cầu. Khi tiểu cầu phóng xuất các cái chất nền trong cái quá trình hình thành nút chặn cung cầu, nó sẽ kết hợp với một số yếu tố khác như là glycogen, nó chuyển cái yếu tố 12 trở thành 12A. Và yếu tố 12A này nó là yếu tố kích hoạt cho yếu tố 11 chuyển thành 11A. Vì chưa? Đó là một chuỗi dây chuyền. Tiếp theo yếu tố 11A sẽ chuyển yếu tố 9 thành yếu tố 9A. Yếu tố 9A kết hợp với yếu tố 8 và calcium sẽ chuyển yếu tố 10 thành 10A. Và ở đây các bạn nhìn thấy quen không? Từ 10 đến 10A nó sẽ bắt đầu giao nhau con đường nội sinh và ngoại sinh, tức là mục đích của nó đó là tạo ra fibrin. Nãy giờ các bạn hiểu được cái cơ chế đông đồng máu, các bạn ôn lại, các bạn không hiểu không? Giờ ta nói cho đơn giản, chúng ta sẽ có hai con đường đông máu. Và mục đích của hai con đường đông máu đều là tạo ra một cái cục máu đông tại nơi tổn thương. Như vậy từ lâm sàng chúng ta sẽ khảo sát hai con đường đông máu này. Thì cái kết bộ xét nghiệm đông máu thì cơ bản sau này các bạn làm bác sĩ nào các bạn sẽ làm gặp. Thứ nhất đó là cái tiếp tin thao, tức là cái thời gian máu chảy. Không biết các bạn có được thực hành chưa, tức là lúc nãy các bạn sẽ tiếp vào cái mang tay thì nó chạy ra và điểm cái bao nhiêu giây nó chạy vào, đó là cái thời gian máu chảy. Tiếp theo đó là cái TC, tức là cái thời gian máu đông. Thường thì mình sẽ dùng một cái ống máu và rút ra, sau đó mình nhìn là khi nào đông lại bóng giờ mình tin, thì đó là cách cổ điển. Sau này thì người ta phát hiện ra là có cách dễ hơn để quan sát, đó là chúng ta cho hãng tập quay luyện tập và chúng ta thắt cái lồng hồng cầu ra. Người ta phát hiện ra là đông máu không liên quan tới hồng cầu mà đó là cái quá trình của huyết tương. Cái đó mình gạt tắt cái phần hồng cầu ra thì mình rất là dễ nhìn, còn đông máu có huyết tương thì rất là dễ nhìn, và mình sẽ biết được chính xác cái thời gian máu chảy. Và ngày nay thì hai cái kỹ thuật này gần như là không thể làm nữa, do bây giờ chạy máy hết rồi. Các bạn chỉ cần rút một ống máu cho cái đông quay liên tâm rồi cho bơm nhanh và đưa vào máy thì máy cũng chạy thì giờ có đông thì các bạn ở đây mình sẽ có tiếng số lượng tiểu cầu người chân. Thì nhắc lại xin tí chút, tiểu cầu nó liên quan tới việc hình thành nút chặn tiểu cầu rồi, nhưng nếu như cái tiểu cầu nhập thấp thì sẽ có một cái rối loạn đông máu. Bộ xét nghiệm khảo sát đông máu huyết tương thì mình sẽ có PT là cái gì? PT là cái gì? Proton.
pin time, tức là thời gian của thông pin để khảo sát các con đường đông máu ngoại sinh. Để mình có ABPT để khảo sát con đường đông máu nội sinh. Và fibrinogen mình có thể dùng để đánh giá yếu tố 1, được chưa? Để đánh giá cái nguy cơ, những sự nguy cơ thì thật mạnh, tiến thối. Rồi, cách cổ điển nhất. Bây giờ ABPT người ta sẽ dùng máu tổng hợp, sau đó là bỏ cái cách đồng thực tế thì cái cách đồng đã nằm sẵn trong cái tiết máu, sau đó người ta sẽ chọn quay liên tục và tắt cái tấm màng làm liền. Rồi để đo được cái thời gian đông máu thì người ta sẽ kích hoạt những cái chất đông nhanh và serotonin hoặc dopamin chưa, thì mình sẽ quan sát cái thời gian mặt tấm màng đông đó thì mình sẽ có kết quả. Nếu các bạn nhìn bằng thủ công thì người ta sẽ gọi là TCK. Nếu các bạn dùng máy hoạt động thì nó sẽ là TCA. Thực chất hai cái giá trị này nó bằng với ABPT, tức là cái thời gian đông máu hồi sinh. Thì máy nó sẽ chính xác hơn, cái thời gian của nó sẽ là từ 28 đến 32 giây. Nhưng sau này người ta phát hiện ra đó là máu nó đông nhanh hơn là 28 giây. Được chưa? Do người ta quan sát chính là người ta quan sát những cái vết thương chậm nát và người ta thấy là nó đông nhanh hơn 28 giây. Do đó người ta đã phát hiện ra cái con đường đông máu ngoại sinh từ cái thực tế này, và để kiểm tra thì người ta dùng cái tiết máu là người ta cho những cái mô yếu tố mô vào, người ta phát hiện là nó đông nhanh hơn 28 giây, nghĩa là có một con đường đông máu thứ hai. Các bạn đã biết đó là con đường đông máu ngoại sinh. Vậy thì xét nghiệm để khảo sát các con đường đông máu ngoại sinh thì nó chỉ có một thôi, nhưng mà các bạn nhìn thường thì các bạn nhìn cái xét nghiệm đông máu thì có ba đặc biệt. Thứ nhất đó là PT, đơn vị của nó là giây hoặc là cái thời gian quý đó. Thứ hai đó là cái tỷ lệ protein phần trăm. Thứ ba đó là INE. INE thì người ta tính là cái thời gian quý của bệnh nhân chia cho cái giá trị chứng của INE. Thì giá trị chứng và mũ INE này thường thì nó sẽ quy ước cho cái máy, tức là máy là sản xuất người ta đặt cái giá trị nó là bao nhiêu mình tính theo đó. Còn thực tế là nó tính tính đưa vào máy thì sẽ có kết quả. Vậy thì INE công dụng của nó là gì? Là nó khảo sát một số cái bệnh lý về tim mạch, đó là một số cái bệnh lý mà sử dụng cách đông, các bạn dùng để theo dõi và đánh giá cái hiệu quả điều trị cách đông. Đó là cái ý nghĩa của INE. Rồi ở đây thì mình sẽ có cái tương quan giữa cái tỷ lệ protein với cái phần trăm, tức là cái thời gian protein nó càng tăng thì cái phần trăm nó sẽ càng giảm. Rồi nhắc lại, mình thăm dò đường nội sinh thì mình sẽ có ABPT hoặc là TCK hoặc TCA. Thăm dò đường ngoại sinh thì mình sẽ có PT, tức là có thể là thời gian quý, rồi tỷ lệ protein và INA. Thăm dò thời gian protein tức là cái lượng lượng cái fibrinogen. Rồi những cái cũ ở bên đây sẽ là 13 và nhóm còn lại sẽ là 14.